Phật Nam Mô tạo đường cho ai? Ừ, đi cho đường đi cho miếng rồi nha con, cho nó khỏe lại. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Chúng cố gắng lên cô niệm Phật đi cô. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Bình thường thì giờ bà nội ơi, bà mẹ ơi đó. Giờ là không còn bà nghe. Chạy, nữa rồi. Bà nói cho nội chạy học tước bả chở. Giờ là không còn nghe tiếng của mấy cháu nữa rồi. Cô hai đứa cháu là ở với bà nội bà ngoại không hả cô? Mà tại mẹ nó đi mận công ty, đứa nào cũng đi mận công ty hết trơn á. Dạ. Cha đó đi chạy xe, còn nhỏ này thì chồng nó thôi. Dạ. Ừ, rồi bà phải giữ ai đi cho ngoại đó giờ. Dạ. Vậy là cô à, bà con sao với gia đình? À, bà của nó là chị tôi thứ năm, tôi thứ một. Dạ. Dạ. Thì này cũng kêu bà nội đó nè, không? Cũng với bà. Với bà. Cha mẹ của hai bé là đi làm công ty hả cô? Ờ, mẹ nó thì đi làm công ty, cha nó thì đi chạy xe. Dạ. Rồi này nhỏ này thì cũng hai đứa con mà chồng nó thôi. Rồi bà nội bà ngoại phải giữ hai đứa cháu. Dạ. Rồi phải giữ hai đứa cháu nội nó gửi cho bà nội giữ luôn. Dạ. Giống như là chỉ giữ bốn đứa. Dạ. Hai đứa đi học buổi hay là sao? Hai mà bốn đứa đi học hai buổi không à? Bốn đứa đi học hai buổi hả cô? Ngày đưa hai chuyến vậy đó ha. Ngày đưa bờ hai chuyến vậy đó. Dạ. Yeah. Sáng thì 10 giờ mấy rước, 7 giờ đưa, mà 6 giờ mấy đưa tới 7 giờ. Còn thằng kia học lớp 1 là nó học buổi sáng buổi chiều hả? Buổi luôn, buổi sáng luôn. Vậy hả? 10 giờ mấy ra rước. Rước rồi 1 giờ mấy đi là phải chở hết đi bốn đứa luôn, đi hết luôn. Bốn đứa là hai đứa kia đi xe, còn đai luôn con. Ở đây đi hết luôn bốn đứa đó. Nhà bên đây là nhà của bé nào cô? Bảo Trâm. Còn nhà bên kia nãy để hai quan tài là nhà của Kim Yến. Dạ. Xót quá trời xót thì rồi. Ba mẹ của Kim Yến đi làm công việc gì vậy cô? Ba mẹ Kim Yến thì đi làm công ty, đứa chạy xe cho công ty, đứa thì đi làm công ty. Nó ở nhà nó ấy quá rồi. Nhiều khi nó ăn mà tôi có giận tôi la, nó hai đứa mà đi nuôi mà nuôi hai đứa không đủ. Dạ. Con khóa quá đi, con mặc đồ, con kêu con mặc đồ, con máng lên cho mẹ cha cho đỡ. Nó giận nó đốt hết. Nói thì nó cũng thấy à. Vì ăn cơm sáng lại ăn rồi, sáng lại nó lấy cọng dây á, để làm cơm. Cái tủ mà cái thằng em nó bước cái ghế lên lấy cọng dây xuống, có đem cọng dây ra ngoài nữa, nãy mới chỉ nó thấy. Rồi sao có cái cọng dây như thế nào cô? Cọng dây tấn á, cái thằng em của con nhỏ bển á, nó lấy cọng dây xuống, nó bắt cái ghế nó lấy cọng dây xuống là nó tính cứu hai nhỏ đó, hai đứa này nè. Nó giục cọng dây xuống mà nó làm sao đó mà phải nó giục rồi xuống là kéo cái cũng khiến cái gì vậy thường thường. Hai đứa này nó nói là nó mới chạy tốt nó kêu hết trơn á. Giờ qua thấy nó nằm nó ngủ nó sợ quá nó ngủ. Đứa nó lớn chưa cô? 6 tuổi hay chị Năm? Trời đất ơi, 6 tuổi. 6 tuổi. Ừ. Giờ nó sợ nó ngủ từ chiều giờ luôn á, mới qua bển nè. Là đi ra ngoài mương đó là mấy đứa giờ cô? Đi hai đứa rồi cái thằng đó nữa. Là cái thằng là ba đứa. Cứu đó. Nó lên nó lên đầu tủ nó nãy mới chỉ cầm dây kìa. Rồi dạ. Cũng rớt xuống cọng dây cũng thao mà ngoài nữa mấy người ra mới lên vô cũng để đầu tủ y nguyên kìa. Dạ. Cọng dây tắm. Cũng như là đi ngoài chơi ba đứa mà thấy hai đứa kia té nhà thằng này muốn cứu. Thằng này mới chạy vô nó cứu mà nó không có kêu bà ngoại đó, nó tính cứu nó giục cọng dây xuống nó kéo phải không? Nó chưa giục cọng dây còn một nồi. Nó chưa có giục cọng dây, cọng dây còn nằm bờ. Thấy sợ quá chạy vô luôn. Rồi hồi nãy có đem cọng dây vô để đầu tủ kìa, tủ cao lắm á mà nó chồm nó lấy đó. Như vậy là đứa nào hay xác định là đứa nào té trước cô? Không biết, tại tôi ở xa tôi không biết. Chị dạ. Ngủ mà cũng đâu biết đâu. Nói chung là không hay cho nên không biết rồi. Không hay, không biết luôn, không biết là em nào té trước mà hai em không có em nào biết lỗi hết. Nhỏ mà đâu có biết ở đây có biết lỗi đâu. Dạ. Có dũng mương gì mà uống thuốc thường bắt gạo và chống mặt tôi lên rảnh cho nó ăn cơm rồi. Bốn đứa nó nổi hợp tính chứ đâu phải mà ăn nha chứ con ăn là bà nội điện cha mày nộ nó. Dạ. Tôi nói mày không ăn là tao về tao điện cha mày. Dạ. Tôi về rồi tôi cho hai đứa này kêu hai đứa này ở chảnh
hai đứa dưới này nè của họ chảnh, tôi có kêu hai đứa bay về, về thì tôi đi trước nó chạy theo không sao. Dạ. Tôi về, về thì nó cũng ăn, nó lấy mì nó ăn. Ở mì nó còn đó hả? Ờ, mua thường mua thì bốn đứa đặng. Thường bốn đứa là chưa thì chia gam. À, bữa nào cũng có bánh ăn chưa trơn á, rồi chia cho nó ăn. Giờ nó ăn rồi nó chưa có ăn đói bụng nữa, mới ăn mà nó nhai cơm ngon yến chả nó cho nó ăn 11 giờ mấy tới 11 mấy tới 12 mấy. Yến cũng có cái điểm gì á, nó chỉ nói là cái cặp da nó dựng đó mà họ cái ngã xuống nó chạy vô, sao cặp da ngã hoài vậy? Nó bà ngoại nó đâu thừa bà ngoại nó làm ngã. Còn nó dựng cái nữa thì nó đi ra ngoài cặp nha cái nữa, nó vô đô thường ngoại nó nữa, ngoại nó có bà với nó không mà sao mà cái cặp ra nhã ngoại đâu có làm ngã đâu mà con đô thường ngoại. Ừ, vậy đó hả cô? Bà nó cặp da ngã hai lần á. Cặp da ngã hồi nào mà không hay, không biết. Rồi nó đi trên cầu bãi nó chơi, nó chạy về. Nó chạy về nó cặp da con ai là lục cô chơi ngã. Tôi mới nói của con học ai mà lấy ai mà làm đâu mà ngã. Thì nó dựng trở lại mà cái ghế bàn thì trống lỏng à, nó dựng trở lại thì nó chạy ra đầu bàn ghế này nó ngồi nó lấy mì nó ăn, thì ở đó nó ngã nữa. Nó mới nói vậy nè, nữa ngã nữa. Dạ. Cái nói vậy vậy con dựng mày để sao mà vậy chứ con dựng lên đứng lên mà sao nó cũng ngã. Dạ. Rồi là còn thứ năm tuần rồi đâu có biết đâu, thứ năm tuần rồi nghe em nó 11 giờ mấy, rồi bồ thường bốn đứa ăn 11 giờ mấy, rồi cũng bữa nay ăn cũng giờ đó, thì ăn hai đứa kia ăn cơm, hai đứa này nó không chịu ăn cơm, nó ăn bánh mì. Vậy là nó chết nó có ăn rồi ha? Có, nó tươi phải không? Nó ăn bánh mì, giờ có bánh mì, mai mẹ mua mà ngoại mua bánh mì này, bánh mì tiêu cho con ăn. Mì đó là tao mua bánh mì không, mì tại vì ăn tương, hôm nay ăn ngoại ăn tương ngoại mày mua ở đó rồi con ăn đỡ đi, phải nói dạ mai ngoại mua nha. Cha mẹ của hai cháu là có đất có ruộng gì không cô? Không có nhiều đây ngồi ở cho cái nền nhà ở chung với chị dạ. Có nền nhà không, tôi gia tài tôi cũng không có miếng đất nào nữa cho nên chứ có nhiều đây đồ con gì đó cô hả? Con có đất ruộng luôn hả? Không có mà hai cầm mấy người đổi về đây kêu cho tụi nó ở, tụi nó không ở xa dạ. Quá trong đó ở đi làm không có tiện thành dạ. Ra tôi đổi về đây tôi cho đứa mà con nhỏ này thì 10 mét dạ. Kia trên khúc chảnh hơn 10 mét, rồi cái khúc cái này thì mấy đứa kia bốn đứa cho hết. Đây là hai mẹ của hai cháu nó của chú anh chị. Đây là cháu Bảo Trâm. Đây là cháu Kim Yến của chú anh chị. Thank you.
Đang cho lên đây nè. Chạy vòng vòng đây có luôn. Nó lên luôn. Chạy cũng sống nổi tại con mình với hai nữa nó chết lâu quá mà sao chạy sống. Tại vì không phát hiện sớm kìa. Mới vừa té xuống á, một hai. Lên lạnh á. Anh là bà con với gia đình như thế nào? Em là với hàng cha mấy đứa này kêu bằng bác á, kêu bằng cậu. Em với cha mấy đứa này là bà con cháu ông cho bà. Ông nội em thứ ba, còn bà nội của thằng cha mấy đứa bé này là thứ chín. Nhỏ con hằng luôn đó, nó mới cắt con dây nó ra, nó dục nó cúng quay đây này nè, nó nít nó dục được nổi ha, nó dục con dây cái đó là con dây gì em thấy màu trắng ở dưới sao sao dây vô trong nhà nó nè, không biết nó cắt ra nó tính là liền xuống cứu hai đứa này nè. Nhỏ á, gần á, gần ha, gần nhỏ á, bằng tay nhỏ chiều nó cắt con dây gì luôn anh, gần thì con dây gần á, mũ gần á cắt nó còn dục lại nãy em thấy thấy ghim vô rồi, ghim rồi hồi chiều nó bỏ bên đìa á, mình bỏ nó thấy cọng dây, ủa sao kỳ vậy, mà nó xuống nước con miếng à, mà nếu mà cho dù nếu mà nó có liền đi chăng ra được nữa là xài nó chết luôn, tại vì nó có sức lực, nó nhích có một tuổi rồi sao có học được, một cắt cọng dây xong rồi nó chạy ra, nó thấy là hai đứa chuyện rồi nó chạy vô kia, để biết đâu nãy nó về hỏi cọng dây thì cọng dây thì nó giục mấy mãn á, lúc mà nó ngay chỗ ông ba cao vậy đó, có thấy ổng dây trắng mà nó chỉ lo xuống có miếng dưới nước miếng miếng à, miếng bị nắm kéo lên cái cọng dây đó, sao biết chắc lấy trong cái tủ nhà ta chịu vô dây của gân con này vậy, nó chạy vô nó lấy kéo nó cắt cọng dây rồi nó quăng xuống nó kéo mà hai đứa kia chìm rồi mà nó la lên hết sức rồi đó. Nó nhỏ quá không có sức lực để quăng con dây. Trời chó, bây giờ nếu nó quăng được con dây kia chụp lại là còn cách nữa. Nó đâu nghĩ lên được đâu. Nhưng mà cái câu chuyện này là cuối cùng là người đầu tiên là phát hiện hai bé vắng nhà là ai? Bà nội. Bà nội ha. Ừ. Bà nội là kiếm cà chua xong rồi lát hồi kiếm con bé Yến luôn, cà chua nó gì tên gì đó. Là kiếm đã xong rồi không thấy cà chua là tưởng cà chua té chứ không à, còn yeah. Rồi kiếm Yến yeah. Yến sao rồi biết nhóc nó mới nói hai đứa ấy luôn đó, rồi cuối cùng mới ba không nói liền hai đứa đâu, ba đầu bảo quản hay gì đó, rồi xong chạy sóc đứa xong lát hồi bả mới vòng vòng đứa xong lát hồi chạy lên đường xe chạy xuống nữa, bả nói còn đứa nữa còn cà chua nữa mới bỏ cho bà chị đó, bà chị cuối cùng rồi mới xuống dưới kiếm đứa nữa đó. Đứa nữa rồi ra mới thấy không thấy nữa, rồi tính cút xuống rồi sao thấy ngón lên thấy chùm tóc cái ghì vô nặng xong cái là nó nè, cái rồi ginh lên chạy nữa. Mà cái hiện trường hai bé là bà nội thấy chắc thấy bỏ dép ở trên bờ quá ha. Nghe nhỏ thì nó nói đứa cà chua nó gớt dép dưới đó, rồi xong rồi nó mới xuống lái nó lụm lên. Yeah. Rồi xong nhỏ chị nó thôi bỏ đi, vai chịu nó trôi vô mình lụm, trôi vô bờ lụm. Yeah. Còn nhỏ kia không chịu, em không chịu, nhỏ em nó mới lụm. Rồi xong nó chắc nó ra nó vừa mình lụm nó chợt gì đó, rồi xong nhỏ chị nó xuống cứu.
cứu xong rồi chị chắc không biết nắm tay cho chị hay gì đó mà sao xuống hoa là cho chị chặt luôn té luôn hai đứa. Hai đứa em này chắc không có biết lỗi đứa nào biết lỗi. Không biết lỗi chứ mà. Mấy người nó biết lỗi đâu. Rồi. Mới học lớp 2, lớp 3 gì đây mà. 9 tuổi rồi, lớp 3. Ừ, lớp 3 mà chưa lỗi đâu, mấy đứa chắc chưa học lỗi đâu. Ở trường bây giờ thường nhằm cái trường ta dạy mấy đứa chưa biết lỗi nữa cơ. Không có chưa biết lỗi đâu, chưa có dạy lỗi. Ở đây chưa biết lỗi đâu, nếu biết lỗi đâu chết. Nhỏ giờ đâu có thời gian đâu khi đi học. Đó, học rồi, học thêm, học này kia tùm lum hết trơn mà gặp cha, cha thì đi cha với mẹ thì mà không tí hết trơn, đâu có ai mà đâu gửi bà ngoại bà nội không. Học gì đâu rồi. Trong trường nó có lớp bơi lội. Ở đây không có, ở đây chưa có. Ở đây chưa có. Mấy trường nào chứ đây chưa có. Ở mình đây đâu có. Khi cỡ mấy trường khác là đa, mấy trường mà chỗ khác là người ta là mấy đứa này lội cỡ cỡ hết chứ. Trường nông thôn mình nó chưa có chưa có mở cái lớp bơi lội. Rồi cha mẹ thì đang đi lo đi mượn không. Mấy đứa chơi chung bưng là cái này đã lội đùng đùng hết. Dạ đúng rồi. Mấy đứa bưng á, nó tắm lội đùng đùng hết. Còn như ngoài đây thì không ấy chứ, tôi bưng á. Đây mình kêu ở trong vòng ha, trong xóm. Đây hả? Gần thị trấn. Đây đâu, chưa tới đâu này, cũng trong xã. Ấp, xã. Giờ chuẩn bị đưa tiễn hai cháu về nơi nghỉ của chú anh chị. Cho nó đi học đó, vô lại cho con biết trong đây để cho nó học. Em đưa cho chanh hả? Con em nó quen lắm, ăn gì xè vừa cho là được nè. Con cảm ơn mẹ. Sao đưa tiền quá dữ gì vậy? Dẹp đi. Ba cái cơ ba cái ấy cũng đủ để có cái chuyện gì cũng đã lỡ rồi để lại lo cho thằng sao. Coi em nhỏ này với thằng đó từ đó giờ chị em thằng nhỏ em hồi đó vô bụng á, hồi mới có 3 tuổi mấy à, kêu mày kêu bé này á bằng mày em tán một cái bóp em nói từ nay trở về sau là không kêu chị bằng mày nữa nha, là không dám luôn chị em không mà cho cái gì hỏi gì sao. Dạ con cảm ơn mẹ, dạ cảm ơn ngoại, ai bất cứ ai cho gì hỏi giờ sao. Dạ cảm ơn. Đi học là ngoại kêu thương, ai cũng thương, thương mà mỗi miệng cũng mấy thương chứ không có từ chối ngoan vậy đó. Chị mới vừa ra đứng mẹ thẻ chị kêu bà nói mà bà không nói rõ ràng nữa. Cái em điện về mẹ nói mẹ mua giùm con đậu xanh luôn á, nấu ăn đi chứ con lo hỏng quá mẹ. Mà nói gì đi con nhà có công chuyện, hỏi công chuyện gì tại em nghe chị kia nói là em ấy rồi, em bụng bụng rồi. Thế nói con cà chua mất rồi, rồi em thấy em cục ngã cho luôn mấy chị kia kìa ra xe em đi không nổi. Giờ ghét cái gánh cái giờ sau kia thì chị nó xui lũi rồi nè. Rồi hồi đó tội nghiệp giống như chị mới 2 tuổi mấy à, mà em có bầu nhỏ về cái mẹ mẹ cho con hôn em miếng biết đâu mà lấy chơi em hôn. Giờ cũng vậy nó cứ kê hôn mà hôn ót em hôn nhà từ nhỏ lớn giờ hôn ót em ra nói tại con thích hôn chỗ đó mà. Con gái lớn đi tìm cái dưới á.
Giờ cũng tới giờ đưa tiễn hai cháu rồi đó cô chú anh chị ơi. Giờ bên đội mai táng cũng chuẩn bị để mà đưa tiễn. Tháng bước cho chị em là con cô cậu đúng rồi mà nó khác đó, nó khác. Nội là phải nằm bên phải, còn ngoại là nằm bên trái. Còn không có nội, không có nội mà nằm trái, mà không có ngoại mà nói nằm phải, hiểu chưa? Đó rồi mày biết rồi, nói vậy đó. Em đâu có gành. Mày bảo như mày đặng vô bây giờ nãy luôn nó biểu là coi như cháu nội thì nằm mấy bên bên phải, ở bên mấy ngoài. Đó là trái đó, mấy ngoài là bên trái, còn mày là nội là phải nằm bên mấy trong. Bên trong. Là nãy là nhích con Yến lên khúc vậy nè, là cái kim tỉnh mấy ngoài á là nhích lên chút. Ta thường nói là đúng rồi, thắng thối về thắng thối về ngoại chứ thắng bây giờ thối ngoại giờ, gì đội mà nghe. Giờ mình không nói gì bây giờ luôn, nó quyết định vậy thì bây giờ thôi anh nói vậy đó, em quyết định giờ đó là tùy mày nãy anh rồi, nói vậy đó nãy ai làm đó. Ra đi chưa? Thì bây giờ đó là bây giờ con mày đi trước, thôi bây giờ sao con mày đi trước rồi sao? Thì nó lớn nó chị nó. Ờ chị mày giờ giờ con mày đi trước đi, nằm bên phải. Xuống đó đạp vô ba. Anh ba mày nói vậy đó thì đó rồi tùy mày quyết định. Anh ba vậy đó. Rồi bây giờ tới giờ là làm lễ đưa tiễn hai cháu về nhà nghỉ cô chú anh chị ơi. Mặt
Mẹ mẹ không đi được. Mẹ không đi được. Bắt đầu đưa hai cháu về nhà nghỉ của chú anh chị, thì cô chú anh chị cho mạnh xin một lời cầu nguyện cho hai cháu của chú anh chị. Chúng ta hãy dành một lời cầu nguyện cho hai bé đó của chú anh chị. Nhưng là cha là đâu có sao đâu. Tao nghe tao nói cha cũng được. Đi thẳng qua kia đi thôi. Phải rồi nè. Thì đúng rồi đó. Trời ơi. Kéo mấy cái luôn rồi. Kéo đó rồi. Lăng. Xuống bằng dây hay gì mấy anh mà. Xuống bằng dây hay gì mấy anh không thủ dây vậy? Xót xa quá không có chú anh chị. Rồi. Mũ đi rồi. Mũ với áo quan nữa.
Văn qua đây còn dư nữa mợ, xếp lại rồi bấm đâu à. Bấm đâu hộp này để đâu, hộp này để đâu rồi mà tới giờ hạ đi rồi xuống dưới rồi sao tới giờ cứ hạ tới giờ đó tới giờ bấm không chưa bấm rồi. Đây rút bò nè. Qua đây người nè. Nè mình đây để trước kia. Đây rút nè. Ê rút con cái đó nha. Nè rút vậy à, ở xa nè. Rút con, nè rút con. Đây rút. Rút kêu. Hay là nói. Có người chưa đã tôi rút. Chưa người. Rồi một cái ra đi. Chiến đi cho đi ra ba. 2 3 dựng cây sắt nó lên từ từ nha, bên kia nè, bên kia nữa nè. Cô chú anh chị cho xin một cái bình luận cầu nguyện của chú anh chị cho hai cháu về nơi ăn nghỉ. Cô chú anh chị mình hãy cầu nguyện cho hai đứa em quá trời xuất sao không được một tháng bỏ bằng luôn. Cầu nguyện cho hai em nó sớm về miền đất Phật. Rồi giá rồi đâu? Ừ đúng rồi giá. Ủa giờ đi đây hay em nó về nơi ăn nghỉ rồi đó cô chú chị. Vô mấy trong nè, vô trong còn giá nè. Vô còn giá còn cá còn cốt. Thì bây giờ
cô chú anh chị cho một xin một cái bình luận cầu nguyện cho hai đứa cháu về nơi an nghỉ ha cô chú anh chị. Thì bây giờ cũng đưa hai cháu về nơi an nghỉ rồi. Thơ Mạnh cũng xin phép được kết thúc cái video tại đây. Thì cô chú anh chị cho Mạnh xin một cái bình luận cầu nguyện cho hai đứa cháu về nơi an nghỉ. Rồi Mạnh xin chào hẹn gặp cô chú anh chị video sau ạ.